trải nghiệm một cái màn LED cỡ lớn. Nhìn cách lắp đặt này, bo mạch thì thả lùng lẳng này, nó có chỗ bắt vít để bắt vào, nhưng mà thợ Việt Nam làm ăn kiểu này đây. Và cái nhìn cái nguồn bắt như này này, đây là những con robot chứ không phải là người, không phải là công nhân bắt có một chút kỹ thuật, là kiến thức kỹ thuật nào. Nắp cái nguồn này, quạt gió thì thổi vào lưng đèn này, quạt gió thổi khí nóng ra thì thổi vào lưng đèn, cái phần lấy khí tươi làm mát thì nó lại cho quay lên trên. Đúng là robot chứ không phải là con người nữa, không có một chút kỹ thuật nào. Tức là lắp như thế nào là cứ thế. Sửa 5 cái màn LED ở đây đều lắp kiểu này, không có một chút kỹ thuật nào. Quạt gió thổi thẳng vào lưng đèn, bao nhiêu cái nhiệt nóng, hơi nóng ở đây là nó thổi vào thẳng vào đây. Cái lấy cấp khí tươi từ trên để làm mát cái hộp này thì ông lại quay lên trên. Thì đến lúc mà khí lạnh nó vào đây, thổi nóng ra, nóng bay lên đây, thì lại hút khí nóng quay trở lại, thì lại làm nóng thêm cái này. Nếu đúng ra thì phải quay cái đầu lấy khí tươi xuống dưới, thì lúc đó khi nó lấy khí tươi lạnh ở trên mà nó thổi ra khí nóng bay lên chẳng hạn thế, và quay cái mặt thổi khí quay ra ngoài thì nó không làm nóng cái tấm vách đèn này, thế mới đúng hội này. Hoặc là có thể là bắt ngang, như một số cái nguồn trên kia bắt ngang là chuẩn này, bắt ngang là như kia này, cấp khí tươi vào cạnh và thổi ra thì khí nóng lúc đấy bốc lên không ảnh hưởng gì. Như lắp kiểu lắp ngược này, đúng là những con robot chứ không phải là con người nữa, không có một chút gì kỹ thuật cả. Bo mạch thì vứt lỏng cổng cái này này, không có một cái nào bắt vào luôn này, vứt lắc lư hết cả lượt này. Như này mà vẫn được duyệt thì tôi chịu mấy ông duyệt lắp cái này.